huyền thoại. Lịch sử của ta được truyền lại, một samurai đến từ vương quốc Wano mệnh danh điên dại. Luôn mơ kế hoạch mở cửa Wano ngày nào đó triển khai, nhưng bị tên Kaido cản đường, sự thật phũ phàng thật mỉa mai. Wow, ơi, tôi nhớ mình là Orochi đồng với Orochimaru, luôn căng lén sau lưng, bảo sao giống con chó gặp cừ. Là con người tự do phi du khắp chốn không ngại gian khổ, nhưng tại sao ta đi một thời gian về mày muốn làm luôn ông cố? Ăn món mì phải ăn ở trên đây nó mới chất. Yeah yeah, ôi ta mê ta say nó mất. Aha, ở trong vùng đất này ta là bố thiên hạ, nhưng ngoài kia rộng lớn bao la, ta càng muốn ngắm thiên hạ. Let's go, song kiếm trên tay ta càng muốn càng bay, nhìn ta cao lớn bao nhiêu nhưng ra ngoài kia nhìn như thằng gầy. Lại gục tất cả đối thủ với combo trong vòng một giây, em cần ăn chấp thì không, anh cho luôn cả một cây. Ô đen cựu lãnh chúa của vương quốc Wano, quê hương của thằng nhóc nào đó tên Zoro. Tao khuyên nếu gặp tao thanh kiếm mày cất lại, giết thằng Kaido vì nơi đây ông nói mày bất bại. Không cho mày làm can vì nơi đây tao nắm địa bàn, sao thân bảo vệ ngôi làng thành mục tiêu truy xét của tư hoàng. Giặt thành Katana bên hông chập mày ý với số đông, từng là thuyền viên của Roger gặp ta đứng có cố ngâu. Cho mày biết từng gây nên với sẹo duy nhất của Kaido, sao hùng Haki ba vương một trên một triệu người mới có. Nhưng mà ngưng bí mật của One Piece thì anh đây nắm cá kho. Mục đích Kaido truy xét và sợ gì là lê đó, làn chùa Oden gấp kho nó cũng là một lý do. Đừng hỏi sao đau kiếm vô tình dám đánh đổi cả bản thân mình, tay giả điên chỉ để cứu người thoát khỏi tên Kaido mất nhân tính. Đánh một trận lông trời lỡ đó, dù con ném ta vào vạch dầu thì ý chí ta vẫn luôn bất khuất, cứ hành quyết ta vẫn đứng vững. Không chỉ là niềm tự hào kiếm sĩ mà đó còn là sức mạnh thể chất. Yeah.